Hôm nay mình xin giới thiệu với quý thầy cô một ứng dụng để tạo trò chơi học tập tên là Booklet. Có rất nhiều ứng dụng trò chơi học tập như Quizizz, Kahoot, Quizlet, Engage. Trước khi đi vào hướng dẫn Booklet, mình sẽ nói một cách tổng quan để quý thầy cô có cái nhìn chung ban đầu về ứng dụng này so với các ứng dụng tạo trò chơi học tập khác. Điểm khác biệt rõ nhất giữa ứng dụng Booklet với các ứng dụng như Kahoot và Wizy, đó là ở cái chế độ chơi game Mod của nó. Bookkits hiện đang có 10 chế độ chơi trực tuyến và 5 chế độ chơi dạng bài tập về nhà, thay vì 1 2 chế độ chơi truyền thống như là Kahoot và Quiz. Như vậy, chỉ cần soạn một bộ câu hỏi là thầy cô có thể tổ chức chơi với 10 chế độ chơi và hình thức chơi khác nhau. Mỗi chế độ chơi đều có trải nghiệm chơi riêng biệt nên có thể tổ chức cho học sinh chơi lặp đi lặp lại cùng một bộ câu hỏi đó mà học sinh vẫn rất hứng thú và không hề thấy nhàm chán chẳng hạn như cùng một bộ câu hỏi thầy cô có thể cho học sinh chơi chế độ tìm vàng Gold quest chọn chế độ đường đua rayzy hoặc là chế độ đối kháng cặp theo cặp một một battle và rất nhiều chế độ khác nữa giáo diện chơi của Bookies thì đặc biệt sinh động và hấp dẫn với học sinh quá trình sử dụng cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng Học sinh thì không cần tạo tài khoản hay đăng nhập mà chỉ cần nhập mã code mà giáo viên cung cấp để chơi được. Học sinh có thể vào chơi ngay bằng bất kỳ thiết bị nào, dù là trình duyệt trên máy tính hay là điện thoại đều được. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình, ứng dụng này phù hợp để tạo trải nghiệm cho người học chơi để vui, để học và để ôn tập chứ cách thức của nó sẽ không phù hợp để sử dụng cho mục đích À, lấy điểm kiểm tra đánh giá một cách chính thức. Các giới hạn tổ chức trò chơi của Wookies ở thời điểm hiện tại là tối đa 60 học sinh đối với tài khoản miễn phí và đối với 1.000 học sinh đối với các gói nâng cấp. Bên cạnh đó, Wookies là một ứng dụng mới mẻ hơn so với các ứng dụng lâu năm như Kahoot, Weezy nên ở thư diện dữ liệu hiện tại của trò chơi này có phần hạn chế hơn. Phần hướng dẫn của video hôm nay sẽ giới thiệu cụ thể và đầy đủ tất cả các tính năng nên thầy cô có thể xem một lục thời gian ở phần mô tả của video để chuyển nhanh đến nội dung mà mình quan tâm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thầy cô cách đăng ký tài khoản Lookat. Mở trình duyệt web, đánh vào thanh địa chỉ lookat.com để vào trang chủ của Lookat. Để đăng ký tài khoản, ta nhấn vào nút Sign Up. Ở đây có hai thì chọn đăng ký tài khoản. Đăng ký tài khoản bằng Gmail có sẵn hoặc khai nhập các thông tin để tạo tài khoản và mật khẩu. Ở đây mình sẽ chọn đăng ký bằng tài khoản Gmail có sẵn để minh họa cho thầy cô. Ở đây ta chọn tài khoản Gmail để liên kết với kẹp Ta đặt tên cho tài khoản kẹp Nếu là thầy cô thì chọn một teacher, học sinh thì chọn student. Ở đây ta nhấn vào Leicester để bỏ qua bạn chỉ dẫn. Đây là giao diện quản lý tài khoản kẹt của mình. Để tạo một bộ câu hỏi, thầy cô có hai cách để tạo. Cách 1, nhấn vào nút create access hoặc là chọn vào mục create trên thanh công cụ. Cách 2 là chọn vào nút Discover Set hoặc chọn trên thanh công cụ ở đây để xem bộ câu hỏi đã có trong cộng đồng do các giáo viên khác biên soạn. Các bộ câu hỏi này đều ở chế độ công khai có hình bìa, có thông tin về số lượng câu hỏi, số lượng lượt người đã sử dụng để chơi, thời gian tạo cũng như tên của người thiết kế. Bấm vào bộ câu hỏi bất kỳ thầy cô có thể xem toàn bộ các câu hỏi xem cách lựa chọn và đáp án mỗi câu thời lượng trả lời của mỗi câu và chế độ có đảo ngẫu nhiên hay không thứ tự các đáp án với bộ câu hỏi của người khác nếu như yêu thích thầy cô có thể bấm lưu lại vào bộ sưu tập của mình nếu muốn sao chép về để sửa chữa nội dung hay số lượng câu hỏi cho phù hợp với bài dạy của mình thì dùng tính năng duplicate nhân đôi Tuy nhiên, tính năng này chỉ khả dụng cho tài khoản nâng cấp. Có hai chế độ chơi, solo là tự chơi một mình. Với solo là thầy cô có thể chọn 5 chế độ chơi khác nhau. Còn nếu bấm vào host thì thầy cô có thể dùng bộ câu hỏi mà người khác đã thiết kế sẵn để tổ chức cho lớp mình chơi luôn. Giờ mình sẽ giới thiệu tổng quan các chế độ chơi của Lucas. Có thể nói đây là điểm khác biệt và quan trọng nhất của các tính năng của Lúc Kids mà các thầy cô cần hiểu để lựa chọn. Bởi vì 10 chế độ chơi này sẽ phù hợp với từng đối tượng học sinh khác nhau, số lượng học sinh, yêu cầu chơi và cách chơi cũng khác nhau. Trong 10 chế độ này, thì có một số chế độ chơi như là cơ bản, Classic, tìm vàng, gold quest, đường đua, racing là các chế độ chơi dễ hiểu nhất với học sinh mà không cần giáo viên giải thích hay hướng dẫn thao tác trước phù hợp với nhiều đối tượng cũng là chế độ chơi phổ biến nhất và được học sinh yêu thích nhất hiện nay. Các chế độ chơi còn lại như là phục vụ quán cà phê, xây dựng nhà máy, bảo vệ tòa tháp, vân vân là các kiểu trò chơi mang tính chất chiến thực, dùng phần thưởng từ câu trả lời đúng để mua bán, trao đổi vật phẩm hay thực hiện nhiệm vụ. Dạng trò chơi này sẽ phù hợp với học sinh các lớp lớn hơn và học sinh cần có thời gian tìm hiểu cách thức chơi từ trước. Đầu tiên, mình sẽ nói tới chế độ chơi cơ bản Classic. Đây là kiểu chơi truyền thống của hầu hết các ứng dụng khác như Kahoot và Quizizz. Học sinh trả lời câu hỏi và thi đua để được lên bảng xếp hạng với câu trả lời đúng và thời gian trả lời nhanh nhất. Chế độ này nhấn mạnh vào tốc độ và sự chính xác. Giới hạn học sinh tham gia là 60 người với tài khoản miễn phí và lên đến 1.000 đối với tài khoản nâng cấp. Bấm chọn chế độ chơi Hot Game, thầy cô có thể tùy chỉnh lại một số cài đặt trước khi chơi là có thể đặt chế độ hiển thị ngẫu nhiên, thứ tự câu hỏi hay không. Có cho học sinh vào trễ sau khi trò chơi đã bắt đầu hay không? Nếu ta tắt tính năng này, thì khi đã bắt đầu trò chơi, thì học sinh khác không thể nhập mã để vào trò chơi được nữa. Có bật chế độ tự tạo tên tự động hay không? Như vậy học sinh sẽ không tự nhập tên mà hệ thống sẽ tự chọn ngẫu nhiên tên. Và khi chơi học sinh cũng không biết tên thật của các bạn khác đang chơi. Thầy cô có thể tùy chỉnh số lượng câu hỏi cho trò chơi này. Ví dụ tối đa của bộ câu hỏi này là 50 câu, thầy cô có thể cho chơi hết 50 câu hoặc là cho chơi ngẫu nhiên 25 30, 15 câu trong số đó mà thôi. Xong phần cài đặt rồi, chúng ta bấm vào nút Host nào để tổ chức trò chơi ngay. Đây là giáo diện màn hình của giáo viên khi tổ chức chơi. Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh vào đường link sau và nhập mã số này để vào chơi. Để cho dễ hình dung, mình sẽ để À, giao diện màn hình của giáo viên bên trái còn bên phải mình sẽ minh họa màn hình và thao tác của học sinh nếu học sinh mở đường link trên máy tính hay điện thoại thì cũng sẽ thấy giao diện tương tự như thế này học sinh vào đường link lúc kịp và nhập mã số trên màn hình của giáo viên sau đó nhập tên của mình trong khi chờ các bạn khác tham gia trò chơi học sinh có thể chọn một biểu tượng bất kỳ để làm ảnh đại diện những biểu tượng đã đánh dấu chéo là đã có bạn khác vào trước và đã chọn được trước rồi. Còn những biểu tượng bị khóa là tùy vào việc đã dùng điểm thưởng để mua bộ biểu tượng này hay chưa. Tính năng mua thêm các biểu tượng có nhiều lúc sẽ khá thú vị với học sinh mà mình sẽ giới thiệu sau video này. Ngay lúc này trên màn hình của giáo viên sẽ hiện danh sách học sinh đã tham gia khi đã đủ thành viên rồi thì bấm vào bắt đầu chơi Star. Màn hình của giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu hiện đầy đủ các câu hỏi và câu trả lời, cũng như phần thời gian còn lại. Khi chưa hết thời gian, nhưng giáo viên muốn thì cũng có thể tự nét sang câu hỏi tiếp theo, hoặc nếu không thì tất cả giáo viên trả lời xong thì câu hỏi cũng sẽ tự động chuyển. Lúc đó, đáp án và bản tổng kết các lựa chọn sẽ được hiện ra. Đồng hồ đếm ngựa để tự chuyển qua câu tiếp theo. Giáo viên có thể bấm ở đây để tạm dừng lại và phân tích giải thích đáp án trước khi tiếp tục chơi. Sau mỗi câu hỏi, bảng xếp hạng của học sinh sẽ liên tục được cập nhật cho đến khi kết thúc thì sẽ hiện ra bảng danh dự các học sinh đứng đầu trên màn hình của giáo viên lẫn học sinh. Đối với học sinh sau khi tham gia chơi game, Học sinh sẽ nhận được một khoản tiền ảo và có thể tích góp để mua các bộ biểu tượng hoạt họa, họa làm hình đại diện khi chơi. Còn giáo viên sau khi kết thúc trò chơi có thể bấm view report để xem lại tổng hợp báo cáo sau trò chơi bao gồm thời gian, số người chơi, số trả lời đúng hay sai, danh sách thứ hạng học sinh. Còn muốn xem báo cáo chi tiết hơn nữa thì chỉ có ở tài khoản nâng cấp Tiếp theo là một chế độ chơi đặc biệt rất được học sinh yêu thích, đó là đường đua Racing, giới hạn tối đa là 60 học sinh với tài khoản miễn phí. Chế độ chơi này đòi hỏi sự chính xác lẫn nhanh nhạy khi trả lời câu hỏi để di chuyển tiến nhanh trên đường đua và xem ai đến đích trước. Tuy nhiên, điểm khác biệt đó là trong khi chơi, khi học sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi liên tiếp, học sinh sẽ có quyền sử dụng các trợ năng power up phần thưởng để tiến lên nhanh hơn hay khiến các bạn khác bị lùi về sau. Đây là yếu tố khiến học sinh rất phấn khích và hào hứng khi chơi với chế độ đường đua racing. Bấm chọn chế độ chơi Host Game, thầy cô có thể tùy chỉnh một số cài đặt trước khi chơi. Tương tự với chế độ chơi game Classic vừa rồi. Đó là cho phép vào trễ, đặt tên tự động ngẫu nhiên, số lượng câu hỏi sẽ chơi, rồi sau đó bấm Host Now để bắt đầu chơi đợi học sinh đã vào trò chơi bằng mã code rồi thì bấm vào nút star để bắt đầu giao diện học sinh sẽ hiển thị lần lượt các câu hỏi và lựa chọn còn giao diện của giáo viên chỉ hiển thị tiến trình đường đua khi trả lời đúng thì học sinh sẽ được tiến lên một bước khi trả lời đúng liên tiếp nhiều câu học sinh sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng trợ năng ngẫu nhiên ví dụ như là nhân đôi điểm được tiến lên được điều khiển bạn chơi khác trong lớp bị lùi lại hay phép bảo vệ trước các trợ năng bất lợi khác. Khi học sinh trả lời xong các câu hỏi, thì trò chơi sẽ kết thúc và bảng xếp hạng sẽ hiện lên. Còn giáo viên có thể xem báo cáo tổng kết và thống kê trong một view report. Với cách thức chơi của đường đua Racing thì sẽ không thể dừng lại giữa các câu hỏi để giải thích về đáp án như chơi của chế độ Classic. Một chế độ chơi hấp dẫn và thú vị tiếp theo là tìm vàng Gold Quest mà rất nhiều học sinh yêu thích. Giới hạn tối đa cũng là 60 học sinh đối với tài khoản miễn phí, 1.000 học sinh đối với tài khoản nâng cấp. Chế độ chơi này thiên về tốc độ và đặc biệt là sự may mắn. Sau khi trả lời đúng mỗi câu hỏi, học sinh sẽ được chọn một trong ba thùng ngẫu nhiên. Có thùng thì sẽ có vàng, có thùng thì sẽ không có gì cả hoặc có thùng có quyền trộm vàng của bạn chơi khác chính yếu tố mai rủi này sẽ khiến học sinh rất thích thú khi chơi đối với chế độ chơi tìm vàng thầy cô có thể chỉ định trò chơi sẽ kết thúc như thế nào một là chỉ định trò chơi sẽ kết thúc trong một khoảng thời gian sau bao nhiêu phút hai là trò chơi sẽ kết thúc khi có học sinh thu nhập được đủ số vàng đạt mục tiêu chọn lựa chọn nào thì cần phải cân nhắc vào số lượng câu hỏi và thời lượng buổi dạy mà thầy cô đang có. Ở bên dưới là cài đặt cho phép hiển thị hướng dẫn thao tác chơi. Khi thầy cô bật tùy chọn này thì màn hình giáo viên sẽ hiển thị một đoạn hướng dẫn ngắn cho học sinh xem trước khi chơi. Cho phép tham gia trễ. Chế độ tạo tên ngẫu nhiên. Giờ chúng ta bắt đầu chơi thôi. Đợi học sinh nhập mã code để vào trò chơi xong thì ta bấm Start học sinh sẽ được xem một đoạn ngắn cách chơi trên màn hình của giáo viên, sau đó các câu hỏi sẽ hiển thị ngẫu nhiên lần lượt trên màn hình của học sinh. Nếu trả lời đúng, học sinh sẽ được chọn một trong ba thùng, tùy vào may mắn ngẫu nhiên mà sẽ có thùng có vàng, có thùng không có hoặc còn bị mất vàng, cũng có thể được nhân đôi vàng hoặc được chọn lấy vàng của bất kỳ bạn chơi nào khác. Lúc này trên màn hình của giáo viên sẽ hiển thị số vàng của mỗi học sinh kiếm được cùng với bản tin tức các hoạt động đã diễn ra trong trò chơi như ai đã bị mất vàng ai đã đổi vàng với ai vân vân trong lúc chơi giáo viên có thể bấm vào đây nếu như muốn kết thúc ngay trò chơi dù chưa hết thời gian hay đạt số vàng mục tiêu khi kết thúc thì cũng sẽ có bản vinh danh và thứ hạng số vàng ai đã kiếm được nhiều nhất cũng như xem được báo cáo tỷ lệ trả lời đúng sai của cả lớp. Một chế độ chơi khác, cách chơi cũng giống như chế độ tìm vàng là đây. Chỉ khác là giao diện khi chơi và chủ đề theo phong cách hacker mà thôi. Ba chế độ mình giới thiệu chi tiết vừa rồi là cơ bản classic, đường đua Racing và đi tìm vàng Gold Quest là những chế độ chơi được yêu thích nhất và phù hợp với nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Các chế độ chơi còn lại mình sẽ giới thiệu tổng quát. Chế độ này là đối kháng 1-1 kiểu thi đấu giữa hai đội nhóm nên chỉ phù hợp với lớp học có sĩ số chẵn và có ít nhất từ 4 hoặc 12 người chơi. Học sinh sẽ được phân theo nhóm và được ghép đôi ngẫu nhiên theo cặp để trả lời câu hỏi. Chế độ chơi phục vụ quán cà phê là một chế độ thú vị cho phép tổ chức chơi trực tuyến hoặc giao dưới dạng bài tập về nhà. Chế độ chơi này thường nghiêng về tốc độ, sự chính xác và sự tập trung. Học sinh sẽ trả lời câu hỏi nếu trả lời đúng thì có đồ ăn phục vụ cho khách gọi món trong quán cà phê. Tiền kiếm được sau ngày bán hàng có thể dùng để nâng cấp cửa hàng như mua thêm dụng cụ, mở rộng thêm thực đơn cho cửa hàng thầy cô có thể cài đặt cách kết thúc trò chơi theo thời gian hoặc theo mục tiêu thu nhập bán cà phê theo mình chế độ chơi này sẽ phù hợp khi giao bài tập về nhà hơn là chơi trực tiếp trong giờ học thầy cô chọn vào đây nếu muốn giao bài tập về nhà thầy cô sẽ xác lập thời gian chơi đến khi nào trong bao lâu đặt tên cho hoạt động cài đặt số ngày mở quán cà phê đương nhiên số ngày ở đây là số vòng chơi chứ không phải số ngày thực tế. Nếu có 50 câu thì thầy cô có thể ước lượng 7 ngày tương đương với 7 vòng chơi để câu hỏi không bị trùng lặp quá nhiều. Sau đó chọn vào Assign Now và copy đường dẫn gửi cho học sinh để làm bài. Khi nhận được đường dẫn này thì học sinh chỉ cần điền tên vào và có thể làm được ngay. Nếu muốn theo dõi tiến trình làm bài thì ở trang chủ Chọn chức năng Homework Các bài tập giao cho học sinh sẽ hiện ở đây Ta có thể mở bất cứ lúc nào để xem kết quả làm bài chung của cả lớp Hay là gia hạn thêm thời gian làm bài tập cho học sinh Tương tự như trò chơi phục vụ quán cà phê là chế độ chơi Fast Story Xây dựng nhà máy Học sinh sẽ cần trả lời đúng các câu hỏi để nhận được tiền và dùng tiền đó để nâng cấp và phát triển nhà máy, có thể cài đặt kết thúc trò chơi theo thời gian hoặc theo mục tiêu thu nhập. Theo mình dạng chơi này vẫn phù hợp với việc giao bài tập về nhà hơn vì nó là dạng trò chơi nghiêng về tính chiến thuật và đòi hỏi học sinh cần có thời gian để kịp nắm bắt và tìm hiểu cách chơi trước. Chế độ chơi bảo vệ tòa tháp Tower Defense cách trên là học sinh sẽ trả lời đúng các câu hỏi để có thể tạo và nâng cấp các chiến binh bảo vệ tòa tháp trước các thế lực xấu. Với chế độ chơi tòa tháp phép thuật, thì khi trả lời đúng các câu hỏi, học sinh sẽ thu tầm các thẻ chức năng để đánh bại thế lực xấu và tấn công tòa tháp. Chế độ chơi vương quốc nội loạn Rising Kingdom là một trò chơi nặng tính chiến thuật học sinh sẽ trả lời các câu hỏi, xử lý các yêu cầu của khách mời và duy trì các nguồn lực của vương quốc. Phải nói bốn chế độ chơi gồm xây dựng nhà máy, bảo vệ tòa tháp, tòa tháp phép thuật hay là vương quốc nổ loạn là các chế độ chơi mà theo mình thích hợp với việc giao bài tập về nhà và cũng rất kén đối tượng học sinh chơi, không phù hợp với học sinh nhỏ tuổi vì nó rất nặng về tính chiến thuật có thể là khó tiếp cận và khó hiểu đối với một số học sinh. Đó là tổng cộng 10 chế độ chơi hiện có của Lucas ở thời điểm hiện tại. Qua sự giới thiệu và phân tích vừa rồi, thì thầy cô chắc chắn cũng hình dung ban đầu về những chế độ chơi nào sẽ phù hợp với những cái đối tượng học sinh hay bài dạy của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thầy cô cách thức tự tạo và biên soạn bộ câu hỏi của mình ở Lucas thay vì dùng các bộ câu hỏi có sẵn của người khác ở trang chủ của tài khoản. Ta bấm ở đây hoặc ở đây để bắt đầu tạo bộ câu hỏi. Ở giao diện cài đặt ban đầu cho bộ câu hỏi, chúng ta sẽ chọn một bìa cho set bằng cách nhấn vào ý mịt gallery, gõ từ khóa để tìm hình. Hoặc cách hai là tải hình lên từ máy tính hoặc cách ba chèn từ đường liên hình. Ví dụ, mình chọn một hình phù hợp với chủ đề phù hợp với xét câu hỏi như thế này. Tiếp tục đặt tiêu đề cho bộ câu hỏi, ghi mô tả giới thiệu nội dung chính cho bộ câu hỏi. Xác định chế độ hiển thị cho bộ câu hỏi này là công khai thì chọn bút liệt. Ở chế độ này, mọi người đều có thể tìm thấy và tổ chức chơi bằng bộ câu hỏi của quý thầy cô. Hoặc thầy cô cũng có thể chọn chế độ private Chỉ mình thầy cô xem và tổ chức học sinh chơi được Về cách thức biên soạn thì thầy cô có thể lựa chọn một trong hai cách Cách một là tự chọn thủ công toàn bộ Cách hai là ta lấy câu hỏi từ liên kết của Quizlet Thì Quizlet cũng là một ứng dụng học tập rất phổ biến ở đây mình sẽ chọn cách một là soạn thủ công ở giao diện biên soạn câu hỏi, bấm S question để tạo câu hỏi, ghi nội dung câu hỏi vào mục question Test. Chèn hình minh họa cho câu hỏi nếu có cũng bằng 3 cách là lấy hình trên thư viện, tải từ máy tính hay từ đường link. Tiếp tục ghi các lựa chọn, tối thiểu là phải có 2 lựa chọn và tối đa là 4 lựa chọn. Trong quá trình soạn câu hỏi hay lựa chọn nếu cần dùng đến các ký tự đặc biệt thì bấm ở đây để chọn. Nếu không có ký tự mình cần thì bấm vào chữ small symbol để hiển thị nhiều hơn và chúng ta có thể chọn theo lĩnh vực, chẳng hạn như là ký tự toán học hay hình học, vân vân. Trong các lựa chọn này thì lựa chọn nào là đáp án đúng thì tích vào đây để bật cái dấu check màu xanh lá lên đặt giới hạn thời gian trả lời câu hỏi tính theo đơn vị xây cài đặt chế độ sáo trộn ngẫu nhiên vị trí của bốn lựa chọn nếu muốn xong rồi thì bấm vào nút save để lưu lại như vậy ta đã tạo xong một câu hỏi cứ thế soạn các câu hỏi còn lại với các câu hỏi đã tạo rồi thì ta có thể chọn và xem nhanh các lựa chọn và đáp án thay đổi vị trí thứ tự câu hỏi hay chỉnh sửa lại nội dung xóa bỏ hoặc sao chép câu hỏi cũng có thể cài đặt lại Team Limit giới hạn thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi với khoảng thời lượng giống nhau. Theo mình để hiệu quả nhất thì khi tổ chức chơi nên tạo số lượng từ 15 câu trở lên. Sau khi tạo xong bộ câu hỏi thì bấm vào nút save Set để lưu bộ câu hỏi. Thầy cô sẽ thấy bộ câu hỏi đã tạo trong giao diện chính của mình, có thể bấm host để tổ chức chơi cho lớp hay chọn solo để tự chơi với set câu hỏi của mình. Như vậy là đến đây thầy cô đã biết cách tạo thủ công bộ câu hỏi và hiểu về chế độ chơi của Lucas. Mình sẽ hướng dẫn qua một số công cụ còn lại trong giao diện. Thì cái cột bên trái thẻ new là các trang tin tức cập nhật tính năng mới của ứng dụng. Thẻ mindset là bộ câu hỏi đã tạo. Thẻ favorites là À, lưu trữ các bộ câu hỏi của người khác mà thầy cô đã bấm vào yêu thích Thẻ Homework là để theo dõi các tiến độ của trò chơi đã giao dưới dạng bài tập Thẻ History là xem lại thống kê và báo cáo của tất cả các phiên game đã tổ chức chơi ở lớp học Còn thanh công cụ trên này có một số công cụ đáng chú ý Như một Play là để vào giao diện nhập mã tham gia chơi như học sinh Mục stay là thống kê tất cả dữ liệu và hoạt động thành tích các trò chơi đã tham gia. Mục máy kịch là nơi để mua các bộ spot biểu tượng các họa họa mới. Số tiền mua được tích góp từ quá trình chúng ta chơi các trò chơi trong booklets. Tính năng này cũng khiến học sinh hứng thú tham gia chơi để có tiền sưu tầm các biểu tượng rất hiếm. Các biểu tượng lúc đã mua rồi sẽ hiển thị trong một lúc đặc biệt sau khi mua rồi có thể bán các lúc có dư. Cuối cùng là một setting, cài đặt tài khoản và mục đăng xuất. Như vậy video này mình đã hướng dẫn và giới thiệu gần như đầy đủ tất cả các tính năng cơ bản và tính năng của Spooklet. Nếu muốn mang lại cho học sinh những trải nghiệm mới mẻ và niềm vui, phấn khởi trong giờ học thì chắc chắn thầy cô sẽ không thể bỏ qua ứng dụng Lookit này. Chúc quý thầy cô thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.